nhé. Con bé này bình thường thì nó cũng hơi đanh đá một tí nhưng mà nó đáng yêu nhé. Thỉnh thoảng hơi ơi. Kan senjata. Emang kamu enggak tahu? Kerik lo kok Wow. Good. Kok kesel aku? Lagi di? Lagi di? Kiwi. 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 Ăn cơm cho một kiwi. Ăn cơm xong thì kiwi. Lúc camera nè. Shopping, Không, đợi một tí lúc. Không, đợi một tí lúc. Nhiều. Shopping nha mọi người. Shopping, Indonesia shopping nha. Shopping nha Indonesia. Shopping nha mọi người. Không có. Không có. Phi có. Toxic Phi à? Đâu? Đâu? Nè. Đây à? Nè xem nào. Ella, Ella. Toxic đâu? Toxic Ella, Google no good no. Ella, makanya juga bertujuan maaf ngomong kalau orang Jawa banyak pantangan aturan. Toxic. Toxic ya? Bagi ya. Bà tôi sẽ cái gì? Một chiếc không vụ một phát chết không? Vụ một phát chết. Để duy tí hon nó lưu phát chết đấy. Hiểu không? Nha. Đúng không? Tôi sẽ kìa. Tôi sẽ kìa. Ella toxic Phi. Mampus lo Ella, diceramahin lo pagi-pagi sama ini. Ella tuh suka ceramah dia tuh. Ella, không toxicnya, không toxicnya, Ella nya, good, tuh, không toxicnya, toxic ăn vổ nhé. Nha, hiểu không? Mọi người shopping nha mọi người. Shopping nha, shopping. Ojo ke Mayu nek ngomong. Di mang. Ui, I don't care, comment. Không, comment, nè. Không. I don't care, acid. Phi nói. Mọi người toxic. Phi nói. Phi nói à. Ồ, vô phát chứ. Anh ơi, uống nước Phi. Dạ bạn, mà. Mọi người tao sẽ uống nước. Phi uống nước rồi. Nè. Phi cụ tê. Ê, cụ tê toxic bớ vẩn. Không, nè. Sợ cụ tê. Nè. Ừ.
Ô thì bây giờ là người ta là con gái thì người ta không, chẳng nhẽ người ta lại như đàn ông à? Với bà bớt đi được không? Cô Tê không? Cô Tê. Giờ con gái thì nó phải yểu điệu thục lữ một tí thì lúc nào cũng như đàn ông thì ai mà chịu được? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Chứ lúc nào cũng như đàn ông thì ai mà chịu được. Mà con mụ này thì lúc nào nó cũng như đàn ông ấy. Tới khi phải cho nó cu te một tí. Hiểu không? Nha. Phi nè, luôn gue sang gần na. Ồ, toxic. Phi nha. Nè đợi. Đúng. Ngồi ươn cái ngực ra. Acid à? Acid tao vùng phát chết chứ không phải này. Ướn ngực ra không được gù lưng nữa. Ừ đúng quá, phải thế. Phải sang chảnh chó lên như này, xịn mịn. Hiểu không? Đấy. Phải thế, đúng. Không. Gơn không. Hiểu không? Cái gì? À đi, con à đi. Con Tuấn. Ê. Anh ơi, toxic fit Việt Nam. Lúc Google Việt Nam. Con Ngân 98 kia. Con mụ tà Hoàng Tiểu Ngân 1998. Sao bây giờ mình thật sự mình không hiểu các bạn. Các bạn sinh năm 98 thì các bạn cũng hơn Vi 1 tuổi. Hơn im thế nào, ngồi im đấy. Hơn Vi 1 tuổi mà các bạn nị nói như thế. Biết không? Biết béo á? Không biết. Các bà nói chung là các bà chả biết cái gì cả. Nhá. Đừng bao giờ bảo okay. Là Vi béo. Xin nha. Không ăn. Không ăn. Không có. Không có. Anh đợt. Anh đợt. Gak ada mangga. Không có. Guys, aku mau bikin konten dulu ya, bye bye. Không có. Ở đâu? Đây này, ghi được, ghi được. À, nhìn này. Vi, Vi. À. Không sợ. Hi. Don't scare. Đúng rồi, một cái. Ok. Aku mau bikin konten. Sợ mà. Anh quá tệ mà. Nơi thơ thế. Vào. Linh đi ngủ. Bye bye guys.